Bé bị táo bón nên ăn gì là vấn đề đau đầu đối với những ông bố, bà mẹ bỉm sữa. Hiện nay, tình trạng bị táo bón ở trẻ nhỏ diễn ra rất nhiều, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của trẻ. Rất nhiều người loay hoay chưa tìm được phương pháp điều trị dứt điểm táo bón cho con. Nguyên nhân gây táo bón ở trẻ nhỏ bố mẹ cần biết. Trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa còn yếu. Bởi vậy đồ ăn không đảm bảo cho thể trạng của trẻ sẽ làm hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng. Để có cách điều trị đúng đắn, mọi người cần nắm bắt được nguyên nhân gây ra tình trạng táo bón. Từ đó, mới tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho bé. Lượng nước cung cấp cho trẻ nhỏ không đủ. Bà mẹ bỉm sữa cần quan tâm tới việc cho trẻ uống nước. Nước giúp bé có đường ruột khỏe, da rẻ hồng hào. Thức ăn thường ngày thiếu chất xơ. Theo như nghiên cứu, chất xơ giúp điều hòa hệ vi khuẩn có trong đường ruột con người. Chất xơ làm tăng vi sinh có lợi cho đường ruột từ đó giúp cho quá trình tiêu hóa của bé diễn ra thuận lợi hơn bé ít vận động nhiều trẻ em thường ngồi một chỗ để chơi điều này vô tình làm hệ tiêu hóa làm việc không tốt trẻ tập ăn dặm do chưa quen thức ăn mới nên bé sẽ dễ bị táo bón hiểu biết về những nguyên do làm trẻ bị táo bón ba mẹ sẽ dễ dàng tìm được lời giải đáp cho thắc mắc bé bị táo bón nên ăn gì biểu hiện thường thấy của trẻ khi bị táo bón trước khi tìm hiểu vấn đề bé bị táo bón nên ăn gì ba mẹ cần trang bị cho mình đầy đủ kiến thức về bệnh lý táo bón ở trẻ nhỏ bố mẹ nên thường xuyên quan sát con của mình để nhanh chóng phát hiện ra các dấu hiệu những biểu hiện khác so với ngày bình thường sẽ giúp bố mẹ nhận ra bệnh của bé sớm dưới đây là những biểu hiện thường gặp nhất về táo bón mọi người đừng bỏ qua mỗi lần đi đại tiện làm bé khó chịu theo như nghiên cứu từ thực tế một đứa trẻ khỏe mạnh sẽ đi đại tiện dễ dàng bởi vậy, trong lúc cho bé đi đại tiện bé có biểu hiện đi lâu, khóc phần hậu môn xuất hiện dấu đỏ đậm chảy máu. Nghĩa là bé đang khó khăn trong vấn đề này. Số lần bé đi đại tiện ít hơn 3 lần trên tuần. Thông thường, mỗi đứa trẻ sẽ đi đại tiện từ 3 đến 6 lần trên tuần. Tùy vào chất lượng thức ăn và tiêu hóa, mỗi bé sẽ có số lần đi đại tiện khác nhau. Tuy nhiên, nếu ít hơn 3 lần thì bố mẹ nên biết trẻ nhỏ đang gặp vấn đề về tiêu hóa, cần điều trị kịp thời bé thường xuyên bị đau bụng và đầy hơi. Nếu bé nhà bạn đã biết nói, thì bé sẽ nói cho bạn biết. Tuy nhiên, những bé chưa nói được thì bạn nên nhận biết thông qua bụng của trẻ. Sau khi đã ăn no từ 1 đến 2 tiếng mà bụng bé vẫn căng tròn, bé thường xuyên ưỡn lưng. Ngoài ra, sẽ có biểu hiện khác là thường xuyên ợ chua. Đây là những dấu hiệu cho thấy bé bị đầy hơi, da của trẻ xanh sao, chán ăn. Đây cũng là biểu hiện dễ thấy khi bé nhà bạn bị táo bón. Bé bị táo bón nên ăn gì? Top 5 cách điều trị táo bón tốt nhất cho bé. Hiện nay, từ khóa bé bị táo bón nên ăn gì đang rất hot. Bởi rất nhiều bà mẹ trẻ chưa có kinh nghiệm trong việc cho bé ăn. Nếu thức ăn không đạt tiêu chuẩn về vệ sinh, dưỡng chất sẽ làm cho bé bị táo bón. Hãy cùng chúng tôi hiểu rõ hơn về những điều nên và không nên cho bé ăn. Bé bị táo bón nên ăn gì là tốt nhất? Bổ sung nước đủ cho bé, trong cơ thể người, nước chiếm tới 75% do vậy nếu không cung cấp đủ nước cho cơ thể sẽ làm bé xanh sao nghiêm trọng hơn là hệ tiêu hóa sẽ trì trệ không hấp thụ tốt dưỡng chất từ thức ăn nước giúp cho trẻ nhỏ đào thải chất có hại bổ sung chất sơ vào thức ăn mỗi ngày như đã đề cập ở phần trên chúng ta nhận ra vai trò quan trọng của chất sơ đối với hệ tiêu hóa chất sơ thúc đẩy sự phát triển của các vi sinh có lợi từ đó hệ tiêu hóa của trẻ luôn trong tình trạng khỏe mạnh hấp thụ thức ăn tốt ngoài ra chất sơ còn có thể hút nước làm mềm phân đây là yếu tố quan trọng giúp bé dễ dàng thải phân ra ngoài. Mỗi ngày, bạn nên cho bé ăn đủ 25 gram chất xơ. Chất xơ thường có trong một số loại thức ăn như rau xanh, củ cải đường, dâu tây, quả táo. Bổ sung thức ăn dầu magie và kẽm. Hiện nay, rất nhiều người chưa biết tới tầm quan trọng của dưỡng chất magie và kẽm. Đây là hai dưỡng chất giúp hệ tiêu hóa của trẻ tốt hơn. Bài tiết phân ra ngoài của trẻ cũng sẽ dễ dàng hơn trước rất nhiều nếu cơ thể có đủ chất này ngoài ra maze và kẽm còn giúp cho con người ổn định thần kinh hấp thụ canxi tốt đặc biệt là đảm bảo trong trạng thái vui vẻ và khỏe mạnh mọi người có thể dễ dàng cung cấp hai chất này cho trẻ thông qua các đồ ăn như tôm thịt bò ngũ cốc cho trẻ nhỏ uống sữa mắt mỗi ngày hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều loại sữa khác nhau mọi người nên tìm hiểu kỹ trước khi cho con nhỏ uống sữa bởi chất lượng sữa không đảm bảo sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe cho bé do vậy hãy lựa chọn sữa mát để cho trẻ uống mỗi ngày theo như nghiên cứu sữa mát không chứa đường hóa học dễ uống và hấp thụ sữa mát còn thúc đẩy quá trình tiêu hóa ở trẻ hệ tiêu hóa sẽ khỏe mạnh hơn rất nhiều hiện nay ngoài thị trường loại sữa này có rất nhiều cho bé ăn sữa chua mỗi ngày trong sữa chua có chứa rất nhiều các lợi khuẩn lắc tích hạn chế sự tác động của vi khuẩn xấu lợi khuẩn sẽ làm cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn sản sinh ra vi sinh có lợi bảo vệ đường ruột làm giảm nguy cơ táo bón tiêu chảy rất tốt ở trẻ nhỏ. Bổ sung men vi sinh, bổ sung men vi sinh Nhật Bản Amano Enzyme Gold là phương pháp cực kỳ hữu hiệu trong việc điều trị táo bón cho trẻ. Bởi Amano Enzyme Gold sẽ bổ sung cho bé các bào tử lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và các enzyme tiêu hóa để củng cố sức khỏe hệ tiêu hóa, cùng với đó là các khoáng chất giúp bé luôn khỏe mạnh chống chọi lại các tác nhân xấu bên ngoài. Bé bị táo bón nên ăn gì, những thực phẩm cần tránh? Hạn chế chất béo, chất béo có rất nhiều trong đồ ăn chiên rán như gà rán, khoai tây chiên, đồ chiên rán dễ kích thích việc ăn của trẻ, tuy nhiên nên cho bé ăn mức độ vừa phải. Bởi chất béo dư thừa làm cơ thể phù nề, đường ruột xấu và tiêu hóa kém. Sẽ là nguyên nhân làm bé bị táo bón nhiều lần không khỏi. Sữa bột kém chất lượng nên hạn chế cho bé uống sữa bột không đảm bảo chất lượng. Điều này làm sức khỏe bé sụt giảm và tăng nguy cơ bị táo bón. Video trên đã cung cấp chính xác nhất về thông tin bệnh táo bón, cách điều trị và giải đáp bé bị táo bón nên ăn gì. Mọi người nên tham khảo kỹ để trang bị cho bản thân phương pháp điều trị cho bé. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.